Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gunel El Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 31. Những giám khảo khác hoàn toàn không quan tâm liệu Hi Chu có nói gì hay không, chỉ có Bé Sa ơn đang làm loạn. Vậy thì chỉ cần làm cho Bé Sa ơn im lặng là được, đúng không? Hi Chu đảo mắt, Dùng ngôn ngữ ký hiệu nói, nếu nhận tôi trước, tôi sẽ càng nghiên cứu với đam mê hơn. Sau đó, cô tận dụng cơ hội, nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc đó, Bexa ơn lấy tay che kín cằm. Anh ấy có nghĩ tôi quá kiêu ngạo không? Nhìn thấy anh cau mày, Hi Chu càng nghĩ như vậy. Nhưng khi anh ngồi thẳng lại, gương mặt đã trở về vẻ lạnh lùng như trước. Vậy chúng ta thế này đi tôi sẽ ngẫu hứng viết một đoạn mà thông dịch viên hi chu chưa từng thấy cô có thể dịch được không được khí thế không tệ nhỉ khóe miệng anh hơi nhếch lên hi chu thả hỏng nắm tay đang siết chặt ánh mắt chăm chú nhìn anh lúc này gạt bỏ những suy nghĩ về chồng sự đe dọa và các tập niệm khác cô chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt dù luôn sống trong sự ràng buộc nhưng có một điều cô có thể tự hào đó là sự kiên trì âm thầm dành cho Bách Sa ơn. Giọng nói, hơi thở và biểu cảm của anh, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được. Cô không thể dựa vào Bách Sa ơn, chỉ có thể gom nhặt những mảnh ghép dễ nhận ra và dễ thu thập được. Cứ thế mà bắt chước, luyện tập, khai thác và lặp lại. Cô tự điều chỉnh bản thân để đồng điệu với từng hơi thở của Bách Sa ơn. Nếu không có sự kiên trì này, cô đã sớm sụp đổ. Đôi mắt sâu thẳm và sáng rực của Hi Chu khóa chặt vào người đàn ông ấy. Ánh mắt của hai người giao nhau như những tia lửa. "Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé." Khi giọng nói chưa từng thuộc về mình ấy rơi xuống như một tín hiệu phát động. Hi Chu quên mất rằng đây là một buổi phỏng vấn. Đây chỉ đơn thuần là minh chứng cho cách cô kiên trì và tồn tại. Chẳng bao lâu, giọng nói vang dội và phát âm rõ ràng tràn ngập cả không gian. Ngày lễ vợ chồng được thành lập nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ vợ chồng, tạo dựng một gia đình hòa hợp. Bác Sa ơn nhìn thẳng vào Hi Chu, tiếp tục ứng khẩu nói. Đôi tay của Hi Chu chuyển động theo giọng nói của anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt ấy. Ở đây có một cặp vợ chồng. Ở đây có một cặp vợ chồng. Lời anh vừa dứt, đôi tay của Hi Chu lập tức bắt kịp. Cặp vợ chồng này đã ở bên nhau rất lâu, nhưng mỗi người đều giấu kín những bí mật không thể nói ra. Đột nhiên, ánh mắt anh trở nên sắc bén. Vào ngày kỷ niệm ấy, họ đã cùng nhau sửa đổi 10 điều răn của vợ chồng. Hi Chu nắm chặt lấy giọng nói của anh, như giữ trọn nó trong lòng bàn tay. Sự kích động từ nhịp tim dâng thẳng lên đỉnh đầu. Nhanh hơn, chính xác hơn. Đôi mắt cô dần ngập tràn khao khát. Hi Chu hy vọng mình có thể trở nên giống như người đàn ông mạnh mẽ này vì sự yếu đuối luôn có xu hướng tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc. Tuy nhiên, thứ nhất, khi không hài lòng với công việc thì lại nhảy mãi. Hả? Đôi tay cô có vẻ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại nhịp điều. Thứ hai, nói chuyện bằng cách la hét. Thứ ba, nói chuyện bằng cách so sánh với người khác. Thứ tư, nói chuyện theo kiểu cố chấp, khăng khăng ý kiến của mình biểu cảm của hi chu ngày càng phức tạp hơn thứ năm nói chuyện kiểu làm nũng thứ sáu nói dai như dính chặt vào vấn đề rồi giọng nói của bexa ơn đột một dừng lại ánh mắt của họ gặp nhau giữa không trung có lẽ vì đang chìm đắm sâu trong trạng thái tập trung cả hai nhìn nhau một lúc lâu tựa như đang đối đầu bexa ơn như chợt nhận ra điều gì đó vô thức nghiến chặt răng cuối cùng người đầu tiên nhượng bộ lại chính là anh. Được rồi, dừng tại đây thôi. Bét xa ơn khẽ chỉnh lại cà vạt, dường như cảm thấy hơi khô miệng. Dầm, cánh cửa phòng phỏng vấn bị đẩy mạnh rồi đóng sầm lại. Bét xa ơn bước đi với dáng vẻ nặng nề, như thể đang trốn chạy, băng qua hành lang trống trải. Thưa ngài, ngài ổn chứ? Không bị khó chịu ở đâu chứ? Trợ lý bác thờ hồn hền chạy theo, lo lắng gọi bác xa ơn nhưng cho đến khi cấp dưới gần như nắm lấy tay áo của mình bác xa ơn vẫn không nghe thấy gì chỉ khi nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi của park doche anh mới giật mình nhận ra tình trạng tinh thần của bản thân ơ à tiền bối anh sao vậy có việc gì thì nói nhanh đi phản ứng lạnh nhạt của bác xa ơn khiến park doche gãi đầu đầy lúng túng người chạy đuổi theo là park doche nhưng ngực vập vùng thở gấp lại chính là bét xa ơn. Dù ưu tiên quan tâm trước, nhưng trợ lý vẫn quyết định xử lý công việc chính. Là thế này, trên mạng xuất hiện một số bài viết kỳ lạ. Bét xa ơn cau mày, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Đó là, về vụ bê bối của anh. Trợ lý Park cẩn thận nói tiếp. May mắn là trước khi chúng tôi hành động, bài viết đã tự động bị xóa chúng tôi đang xử lý các phần đã bị lan truyền và chụp màn hình nhưng nội dung thật sự thì nói rằng tôi chơi đùa với hai chị em à bác xa ơn không biểu cảm gì tiếp lời cái gì đương nhiên là không phải thật không tôi tuyệt đối không tin trợ lý lúng túng lắp bắp nói vì nghe quá bất thường nên nó không lan truyền rộng hơn nữa bài viết biến mất rất nhanh nhưng đây thật sự là một tin đồn rất nguy hiểm đây là một lời cảnh báo. Cảnh báo gì cơ? Rõ ràng là được gửi riêng cho tôi xem, cố ý để tôi biết. Bét ra ơn khẽ mỉm cười với vẻ thích thú. Số 406 này đúng là giỏi bày trò. Thật bất ngờ, lại là kiểu người thích ồn ào thế này. Ý anh là gì? Dù đã thức trắng đêm để kiểm tra danh sách những người tham gia sự kiện, họ vẫn không tìm thấy gì đặc biệt. Thử điều tra mối liên hệ với Hong In A các mối quan hệ của Hi Chu, bạn học cũ, thậm chí cả con riêng của bố mẹ họ, nhưng vẫn chẳng thu được gì. Cứ như đang đối mặt với một bóng ma vậy. Xem ra thông tin chúng ta có quá ít, cần thêm dữ liệu về kẻ tống tiền này. Bẩm sinh là một tên trộm, đúng là một kẻ hèn hạ. Gì cơ? Không phải ở trường học, cũng chẳng phải nơi làm việc, vậy rốt cuộc anh đã quen loại người này ở đâu? Anh khó chịu tặc lưỡi. À chúng tôi cũng đang giả soát sự trùng lập giữa những người có tiền án bạo lực và các thành viên ứng dụng hẹn hò trước hết hãy xem có cách nào để chỉ bị phạt tiền mà không lưu lại tiền án không được thôi nhưng hỏi trực tiếp phu nhân về chuyện này thì trợ lý sau khi nghe hết file ghi âm ngập ngừng lên tiếng ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên từ chối vợ tôi tuyệt đối không được biết chuyện này trợ lý park nhìn bác xa ơn với vẻ mặt đầy bối rối sau đó một tia sắc lạnh lướt qua trên gương mặt nghiêng của người đàn ông tất nhiên vì đây là vấn đề nhạy cảm giữa vợ chồng có thể hơi khó xử nhưng nếu hỏi phu nhân vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng dù có mất rất nhiều thời gian cũng không sao bác xa ơn lạnh lùng cắt ngang lời anh ta dù vài văn phòng của tôi bị đốt cháy hoặc cha tôi có bị thương thành thật mà nói tôi không quan tâm và cũng chẳng có cảm xúc gì chỉ cần không động đến Hi Chu một cách bất ngờ giọng nói của Bexa ơn chất chứa đầy cảm xúc khiến trợ lý Park mở to mắt kinh ngạc cuộc gọi đó tôi có thể thực hiện hàng trăm lần Bexa ơn thở dài nới lòng cà vạt sau cả ngày dài ở nơi phỏng vấn anh cảm thấy ngột ngạt đôi tay của Hi Chu ở phía xa chuyển động tựa như đang múa Vậy rốt cuộc điều gì khiến anh cảm thấy nghẹt thở? Tôi sẽ luôn để cô ấy tự do. Anh nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy sâu lắng. Không thể ép cô ấy phải chạy trốn. Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng đã kết thúc. Hi Chu mệt mỏi dã rời, cùng giám đốc trung tâm ăn tối rồi trở về nhà. Sau đó, cô gần như thiếp đi ngay, khi tỉnh lại thì đã gần 10 giờ đêm. Hai dù đã đối phó dứt khoát với những lời lẽ vô lý đó nhưng kẻ bắt cóc vẫn không hề liên lạc ngay lúc đó khóa cửa đột nhiên mở ra mười phút trước cuộc gọi hôm nay sao anh về sớm thế này người lẽ ra không nên về nhà đã quay trở lại người đàn ông đáng lẽ phải nhận cuộc gọi đe dọa ở văn phòng đột ngột trở về nhà khoan đã khoan đã có thể thực hiện đe dọa ngay dưới cùng một mái nhà được sao chẳng lẽ không sợ bị phát hiện, hiệu quả cách âm thế nào? Trong thoáng chốc, cô quyết định rời khỏi nhà. Hi Chu tái mặt, chạy vội về phòng, nhét hết đồng hồ bấm giờ, điện thoại đàm phán và những mẩu giấy vẽ nguệch ngoạc trên bàn cùng các vật linh tinh khác vào túi. Sau đó, cô cố gắng giữ bình tĩnh, bước ra khỏi phòng. Trễ thế này rồi, em định đi đâu? Bác Sa ơn, đang cầm cặp tài liệu đi về phía cô, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Hi Chu. Anh liếc qua bộ đồ cô đang mặc, khẽ nhướng mày. Hỏng rồi. Hi Chu đảo mắt, chỉ bừa về phía cửa ra vào, miệng mấp máy không thành tiếng, siêu thị. Cô cúi đầu, bước nhanh về phía cửa. Bét xa ơn nhanh tay kéo lấy chiếc túi của cô, quay túi tuột khỏi vai, những thứ được nhét vào một cách vội vàng rơi là tả xuống sàn. Anh tặc lưỡi, cúi xuống nhặt, có lẽ do va chạm chiếc đồng hồ bấm giờ thường dùng bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp hi chu đây là cái gì Bexa xa ơn nhặt đồ lên gương mặt dần trở nên lạnh lùng nghe giọng anh khác thường hi chu cũng đứng sững lại anh ấy nhận ra tiếng của chiếc đồng hồ bấm giờ sao cô vội tắt tiếng kêu chói tai của nó nhặt nhanh điện thoại đàm phán lên và nhét lại vào túi mình tiêu rồi sao cô nhắm chặt mắt lại đúng lúc đó một giọng nói trầm thấp vang lên thưa quan tòa tôi là một người phụ nữ điên tôi thích còng tay và vòng cổ điều anh đang nhìn chính là phần lời bài hát mà giám đốc trung tâm hanjun đã đưa cho cô chương 32 mươi à, a tôi cần một người đàn ông toàn tâm toàn ý một người uống hennessy và hốt cần sa không phải một con rắn bình thường mà phải lớn như hổ mang chúa a à, a à, hong hi chu bật dậy cố gắng giật lại tờ giấy, nhưng vô ích. Anh nhẹ nhàng xoay người, tiếp tục đọc. Tốt nhất là cong cong, hơi nghiêng. Bét xa ơn nghiến răng nói. Nếu anh ta có dâu, tôi sẽ làm ướt nó. Đeo khẩu trang, siết chặt cổ. Hừ, anh đọc với giọng trầm ấm, mượt mà như thể đang đọc kịch bản. Nhưng toàn là những lời tục tiễu. Hong Hi Chu đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên. Sắc mặt của anh ngày càng lạnh lùng. Quỳ xuống đất, trèo lên. Cô ướt rồi, ha. Cuối cùng, người đàn ông thở dài, đưa tay ấn mạnh thái dương. Những đường gân nổi trên mờ u bàn tay trông như của một giám thị nghiêm khắc. Hong Hi Chu. Anh cười, nhưng tuyệt nhiên không phải nụ cười vui vẻ. Ai đã viết thứ này? Anh vo tờ giấy thành một cục, ánh mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Sao cô lại có thứ này? Đừng nói là cô viết ra nhé. Hong Hi Chu cảm thấy uất ức vì bị nghi ngờ vô lý, vội rút điện thoại ra. Cô mở cửa sổ chớp một, một với số liên lạc đã không động đến suốt 3 năm chồng công việc. Cô nhanh chóng nhắn tin cho anh. 9 giờ 52 tối, đó là lời bài hát của ca sĩ nước ngoài do trưởng phòng Han Chin Y giới thiệu. Có một công việc muốn tôi làm phiên dịch cho buổi hòa nhạc, nhưng tôi đã từ chối. Tờ giấy đó chỉ vô tình nằm trong túi thôi. Bác Sa ơn lập tức kiểm tra thông báo trên điện thoại. Anh từ từ lau màn hình, mày nhíu chặt lại. Dù đã quen với việc đọc nhanh, lần này anh dừng lại rất lâu trên màn hình. Hong Hi Chu, tôi còn bảo thủ hơn cô nghĩ đấy. Cái gì cơ? Cái ông trưởng phòng đó, tôi không thích ông ta chút nào, phải làm sao đây? Nếu cô nhận công việc đó, có lẽ sẽ phải luyện tập với ông ta. Một trưởng phòng gặp gỡ nhân viên nhỏ hơn mình 12 tuổi, lại còn kèm cặp giúp đỡ nữa. Từ này dùng thế nào, ngữ cảnh này hiểu ra sao, cách diễn đạt này nói thế nào, đại loại là vậy. Bét xa ơn đột nhiên xoay cổ qua lại. Cong cong, lớn lớn. Những lời này cô còn chưa nói với chồng mình cơ đấy. Anh liếm đôi môi nóng rực rồi nói. suýt chút nữa thì nói rồi. Hong Hi Chu lo lắng gõ nhanh một tin nhắn. 9 giờ 53 tối, anh không được hiểu sai như vậy ca sĩ đó nổi tiếng với những lời bài hát táo bạo mà. Vậy nên, anh liếc cô một cái. Hôm nay tôi nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể của Hong Hi Chu. Cô định dùng biểu cảm gì để dịch mấy nội dung ướt át này đây? Gì, gì cơ? Bét xa ơn như đang cố kiềm chế điều gì đó, nuốt khan một cái. Không thể nào. Anh cười lạnh lùng, nhét tờ giấy đã vo tròn vào túi áo khoác. Tờ giấy này tôi sẽ giữ. Chủ đề này kết thúc ở đây, không bàn thêm nữa. Siêu thị gì chứ, về nhà ngủ cho đàng hoàng đi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dữ dằn, như một lời cảnh cáo. Nhưng Hong Hi Chu giấu đi sự lo lắng, tiếp tục gõ trên màn hình. Chỉ có mình cô nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. 9 giờ 55 tối, siêu thị, tôi đi mua băng vệ sinh. Mặt cô đã đỏ sẵn, giờ thì mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Lúc này, bách xa ơn hơi nhíu mày chẳng phải cô chưa đến kỳ sao cái gì Hồng hi chu ngạc nhiên nhìn anh với lại khuya thế này tôi sao yên tâm để cô đi một mình là cô thật sự đi siêu thị hay còn định làm gì khác tôi làm sao mà biết được anh trông càng trở nên cảnh giác hơn để tôi đi mua cô ngoan ngoãn ở nhà đi cô sững lại chớp mắt vài lần nhưng nghĩ kỹ thì đây cũng không phải chuyện xấu nếu cô không thể ra ngoài, để bách xa ơn đi cũng là một cách. Vừa hay anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ như đang cân nhắc gọi điện. Cô lại nhanh chóng gõ lên màn hình. 9 giờ 56 tối, một gói băng vệ sinh loại có cánh cỡ nhỏ, vừa, lớn và cực lớn. Thêm một gói tem pon cỡ nhỏ và lớn, nhân tiện mua thêm chút đồ ăn vặt. Điều này có nghĩa là cô muốn giữ anh ở ngoài lâu hơn. Nhìn tin nhắn, khuôn mặt bếp xa ơn thoáng hiện vẻ khó xử. Anh gãi gãi lông mày, hỏi, muốn ăn vặt gì? Hồng Hi Chu Thành thật gõ dòng trả lời. 9 giờ 56 tối, gà rán. Hồng Hi Chu lặng lẽ kéo rèm cửa ban công, nhìn ra bên ngoài. Đây là một khu dân cư cao cấp nhỏ, nhà không quá cao. Loáng thoáng, cô thấy bóng lưng một người đàn ông vừa đi vừa gọi điện thoại nghe nói 406 và tôi ở cùng một chỗ. Có phải hắn đang ở gần nơi vợ chồng mình không? Tim cô đột ngột chìm xuống. Quả nhiên, để anh ra ngoài là một quyết định sáng suốt. Nếu gọi điện trong cùng một mái nhà, anh chắc chắn sẽ lỡ lời vì căng thẳng. Có gan đến gặp tôi không? Anh định làm tôi gặp phải chuyện gì? Xem ra đầu óc cô vẫn chưa hỏng hẳn. Gì cơ? Nhận ra được tình huống này, có vẻ cô chưa hoàn toàn vô dụng. Anh nói với giọng châm biếm. Hồng Hy Chu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cô không thể dễ dàng mất bình tĩnh như lần trước. Hôm nay, cô nhất định phải hỏi Bét xa ơn một điều. Tôi chưa vô dụng, nên anh vẫn chưa tóm được tôi đâu. Vậy nên cả ngày tôi đều nghĩ về 406. Giọng anh kéo dài, mang theo một cảm giác méo mó kỳ lạ. Tôi không biết gì về tuổi tác, tên hay số điện thoại của 406. Vì thế chỉ có thể nhận cuộc gọi thế này. Dù giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng lời lẽ sắc bén khiến cô run cả vai. Vì biết quá ít nên tôi càng muốn biết nhiều hơn, muốn biết trí thông minh của hắn cao đến đâu, là kiểu điên cuồng tao nhã hay điên cuồng bần thiểu. Khi đánh người, liệu hắn có nghĩ đến việc ăn uống không? Tôi rất hứng thú với cái đầu của loại người này. Không rõ đây là đang thuyết phục hay trách mắng nữa. Nhưng anh vừa tung ra một mùi nhử, và Hong Hi Chu lập tức mắc câu. Khủ, vậy chúng ta chơi hỏi đáp nhé. Bét xa ơn im lặng một lúc, không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Được thôi, vậy tôi hỏi trước. Mời cô. Cô cảm thấy môi mình bắt đầu khô khốc. Hong Hi Chu đi qua đi lại trong phòng khách, rồi bước vào phòng nằm lên giường những câu hỏi chưa có lời giải đáp những lời muốn hỏi nhưng không dám thốt ra cứ thế dồn dập trong đầu cô vậy vị hôn thê thực sự của anh anh có biết cô ấy đang ở đâu không biết chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng đối với hong hi chu nó như một cú đánh mạnh anh biết thật sao đôi chân cô như bị tê liệt mất cảm giác cô ấy bây giờ đang ở đâu cô gấp gáp hỏi và bách xa ơn lạnh lùng trả lời ở trong xe của tôi cái gì cô đã từng nghe giọng nói của hong hi chu chưa không phải tiếng thở mà là tiếng nói thật sự hong hi chu lập tức sững sờ trước câu hỏi bất ngờ này vừa chỉ trích tên bắt cóc vừa quan tâm đến chuyện này vẻ mặt của hong hi chu lộ rõ sự bất lực qua vài cuộc điện thoại cô đã nhận ra điều này bất kể nội dung cuộc gọi là gì đều khiến bét xa ơn bị kích động. Lần đầu tiên tên bắt cóc gọi đến, rồi sau đó là vụ phóng hỏa tại văn phòng, người chồng vốn lạnh lùng của cô bắt đầu thay đổi thái độ. Sau hôn nhân, anh bắt đầu chủ động nói chuyện, can thiệp vào mọi việc, thậm chí nắm chặt lấy chân của Hong Hi Chu. Bất kể chuyện gì xảy ra ở đầu dây bên kia, cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến Hong Hi Chu. Chính vì hiểu rõ điều này, nên câu hỏi của bách xa ơn không khiến cô mấy bận tâm nếu là tiếng rên rỉ thì sao không phải giọng anh lạnh lùng cắt ngang cô nhưng hong hi chu vẫn không chịu từ bỏ tôi đã trả lời rồi giờ đến lượt anh chứ lạ lùng thay trong sự im lặng đó cô có thể cảm nhận được sự không hài lòng từ anh hong in a bây giờ đang ở đâu không ở đây đây mà gọi là câu trả lời sao anh có thể thành thật một chút được không? Hong Hi Chu cau mày, nói với giọng đầy kích động. Đây cũng gọi là một câu hỏi sao? Đừng cứng nhắc như vậy mà. Tôi không hiểu tại sao 406 lại quan tâm đến Hong In A. Đây là câu hỏi à? Coi như là vậy đi. Đối với Bét Sa ơn, tên bắt cóc 406, chẳng qua chỉ là một người bạn trai cũ biến thái trong quá khứ của Hong Hi Chu, không hơn không kém. Hong Hi Chu vẫn cố gắng đóng tròn vai của mình. Vì Hong Hi Chu luôn rất để tâm đến chuyện này. Nói rõ hơn đi, chính là chuyện giữa anh và chị gái cô ấy. Vậy thì tôi sẽ không trả lời. Sao cơ? Hong Hi Chu sững sờ trước sự thay đổi thái độ trơ trẽn của anh. Nếu tôi nói điều này, tôi sợ 406 sẽ dùng nó để chống lại Hong Hi Chu. Vì vậy, tôi không muốn nói. Đó là câu trả lời của tôi. Trời ơi, Hong Hi Chu chỉ biết há hốc miệng vì kinh ngạc, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Dù 406 có làm chuyện tệ hại gì, tôi cũng sẽ thật lòng chơi cùng hắn, nên hãy giải quyết cuộc nói chuyện của chúng ta trong nội bộ thôi. Thay vì tiếp cận Hong Hi Chu, sao không thử phóng hỏa đốt xe của tôi thêm vài lần? Dù sao chiếc xe đó cũng là của tôi. Lời anh nói nghe đầy căng thẳng nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, nhanh chóng đi thẳng vào trọng tâm. Hong Hi Chu đã nói gì với 406? Nghe câu hỏi này, cô không nhịn được mà bật cười. Anh thực sự tò mò xem hắn đã nói gì riêng với tôi à? Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì? Bét xa ơn rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại hỏi một câu như vậy? Nhưng khi cô đang đóng vai 406, một kẻ bắt cóc, cô không thể phá vỡ vỏ bọc của mình một Hong Hi Chu câm lặng, không hề liên quan. Thật ra hắn chẳng nói gì cả. À à, anh cười nhẹ, kéo dài giọng điệu, nhưng kỳ lạ thay, phản ứng của anh lại có vẻ hài lòng. Cảm giác đó thực sự rất kỳ quặc. Hong Hi Chu cố gắng gạt bỏ cảm giác khó tả trong lòng, rồi tiếp tục đặt câu hỏi khác. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 33. Anh, thích Hong In A sao? Câu hỏi ngây ngô hơn tôi tưởng tượng. Má tôi nóng bừng vì bị chạm đúng nỗi lòng. Không thích, chỉ là mãi không thể yên lòng. anh trả lời rất nhanh nhưng vẫn mơ hồ. cô biết rằng anh chưa từng để tâm đến phụ nữ, kể cả trong giai đoạn thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết. tuy nhiên giữa bách xa ơn và chị gái luôn có một bầu không khí không thể diễn tả bằng lời. khi đó hy chung rằng đó là cảm giác rung động với người khác giới, là sự sao xuyến dành cho một người bạn đời tương lai. nhưng nếu không phải như vậy thì sao? Sự căng thẳng mà chị gái thỉnh thoảng thể hiện bắt nguồn từ đâu? Nếu đó không phải là mối tình đầu của một thiếu nữ 16 tuổi thì. Trong lúc trầm tư, anh lên tiếng. "Hi Chu, em có biết chị ấy tránh né mọi người không?" "Gì cơ?" Trong thời gian qua lại, chị ấy chưa từng thực sự giao tiếp, điều này chứng tỏ cả em cũng né tránh 406. Sẵn sàng chơi đùa qua loa. Nhưng cũng có nghĩa là anh ta không đủ quan trọng hay cần thiết để chị ấy phải trò chuyện. Vậy Hong Hi Chu có nói chuyện với anh không? Lần này đến lượt em hỏi, đúng không? Hi Chu nhanh chóng chuyển chủ đề, sau đó hỏi tiếp. Lần cuối anh nói chuyện với Hong In A là gì? Dù cảm thấy mình có hơi cố chấp, nhưng từ nhỏ tôi đã bị kẹp giữa bét xa ơn và chị gái, trong lòng luôn giữ một bí mật. Vì vậy, tôi muốn làm rõ chuyện này cả hai đều không phải là những người chia sẻ chuyện riêng tư với trẻ con khi đó anh như đang hồi tưởng lại điều gì đó dừng lại một chút rồi nói lời cuối cùng ư giọng anh bình thản không hề dao động là tôi đã đề nghị kết hôn hi chu cảm thấy tai mình ù đi càng hiểu về anh cô càng cảm thấy như đang lạc vào một mê cung vậy anh ấy có khi nào ngay cả nước cũng không uống anh là yêu tinh sao mỗi cuối tuần tôi đều bị kéo đi tham gia các buổi tụ họp xã hội dành cho những gia đình có trẻ nhỏ. Mỗi tuần ba lần, anh là người gia sư lạnh lùng nhưng lại vô cùng nổi bật. Giữa những bạn bè đồng trang lứa với khuôn mặt đầy mụn, anh luôn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Nhưng giữa một học sinh tiểu học và một chàng trai 18 tuổi gần như không có cơ hội chơi cùng nhau, khoảng cách giữa hai người còn lớn hơn cả dòng sông áp lục. Vì thế, Hi Chu luôn bị chị gái kéo đi, nhưng cô vẫn lén lút nhìn trộm anh chàng cao hơn mọi người một cái đầu đó. Một lần, cô tình cờ phát hiện ra thói quen của chàng trai ấy. Anh luôn cầm một đĩa đồ ăn nhỏ, nhưng lại không bao giờ ăn. Khi mọi người xung quanh bắt đầu trò chuyện và thưởng thức đồ ăn, anh sẽ lặng lặng đặt đĩa xuống hoặc đổi sang đĩa khác. Nhưng những món ăn đó chưa từng được đưa vào miệng. Hành động này thực sự khiến người ta khó hiểu. Có phải anh ấy bị đau dạ dày không nhỉ? ban đầu cô đã nghĩ như vậy nhưng khi các buổi tụ họp hàng tháng tiếp diễn bexa ơn vẫn giữ nguyên thói quen đó sau này anh thậm chí còn giả vờ cắn một miếng bánh ngọt rồi lén nhổ ra anh dễ dàng đánh lừa mọi người xung quanh những người đồng trang lứa mải mê vui đùa không hề nhận ra rằng bexa ơn thực ra chẳng ăn gì cả tại sao chỉ có mình mình nhận ra điều này nhỉ cô luôn cảm thấy mình có thể nhìn thấu những điểm yếu của anh Mặc dù anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt Hi Chu, anh lại trông rất bối rối. Khi anh nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn với gương mặt trắng trẻo, Hi Chu cảm thấy bất lực như khi cô 9 tuổi, cố an ủi một cậu bé đang khóc bằng cách đột nhiên hát nhạc phim hoạt hình. Hi Chu chọn một đĩa thức ăn, không chút do dự bước tới chỗ anh. Đứa trẻ bất ngờ xuất hiện khiến bác Sa ơn tỏ vẻ ngạc nhiên người vốn ít khi thay đổi nét mặt như anh lại bất ngờ nhướng mày lên. Có chuyện gì, sao em lại đi một mình? Anh cẩn thận nhìn xung quanh, như thể đang tìm người lớn hoặc chị gái. Dù anh có hỏi, em cũng chẳng biết nói gì. Hi Chu lặng lẽ lấy đĩa thức ăn từ tay Bách Sa ơn và đưa cho anh đĩa mà mình vừa chọn. Anh lạnh lùng hỏi, em đang làm gì vậy? Hi Chu không trả lời, nhanh chóng ăn món tôm nhỏ trong đĩa của anh. Béc xa ơn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang chăm chú ăn của cô khẽ cười bất đắc dĩ cách cô nắm chặt hai tay và vội vã nuốt thức ăn khiến anh khẽ nhíu mày bất ngờ anh thì thầm bên tai hi chu em có biết mình đang làm gì không anh hơi nghiêng đầu nhìn hi chu đồng thời vô tình vỗ nhẹ lên lưng cô tại sao tại sao lại vỗ vào lưng tôi khuôn mặt anh ở quá gần anh thật sự rất đẹp trai Cô không thể rời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng và đen láy của anh. Không ai để ý cả. Em thật thú vị, nhưng biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng, giống như thợ săn đang cân nhắc trọng lượng của con mồi. Dù anh có nói gì, em cũng sẽ không tiết lộ. Hi Chu chỉ chớp mắt, không biết phải làm sao. Anh tiếp tục vỗ lưng tôi, khiến tôi cảm thấy sắp nấc lên. Hi Chu càng siết chặt môi hơn. Thứ này lại xuất hiện trước mặt anh. Thật vừa vặn. Nếu là vì lý do này, chị In-a cũng có thể sẽ như vậy nhỉ. Có lẽ giữa chị ấy và anh có một mối liên kết nào đó. Hi Chu thậm chí không nhận ra rằng mình đang đứng sững, buồn bực. Mọi điều tồi tệ đều thoát ra từ miệng. Anh nói với một nụ cười kỳ lạ, nụ cười ấy có chút méo mó. Vậy thì tốt nhất là im lặng, cảm giác như sắp nấc. Hi Chu siết chặt môi bất ngờ nắm lấy tay anh bàn tay ấy lạnh như băng hi chu dùng đầu ngón tay nhanh chóng viết vài chữ lên lòng bàn tay anh sau đó quay người chạy đi không ngoảnh lại anh hãy ăn những gì anh thích nhé khuôn mặt của bexa ơn hiện lên vẻ ngỡ ngàng như thể bị bất ngờ đã lâu rồi tôi mới mơ một giấc mơ kỳ quái như thế ban đầu dường như tôi đang ở trong một phòng tiệc sau đó bị quái vật đuổi theo một người có làn da xanh lam toàn thân cứ đổi mãi, cuối cùng tôi ngã xuống một đầm lầy. Một giấc mơ hỗn loạn không đầu không đuôi. Hi Chu ngồi dậy trên giường, xoa đôi mắt đang sưng húp. Tối qua, sau khi Bách Sa ơn mua gà rán về, anh lập tức vào phòng. Anh mím môi thật chặt, trông vô cùng khó chịu, và Hi Chu cảm thấy rằng nguyên nhân khiến anh bực bội có thể là vì cô. Cảm giác như anh ấy đã không ngủ suốt đêm khi dọn giường hi chu liếc nhìn chỗ anh đã nằm bé xa ơn vẫn quay lưng về phía cô như thể ngủ sát vào tường nhưng hơi thở anh thỉnh thoảng vang lên không đều cuối cùng anh rời khỏi giường đi lang thang ra ban công hoặc đến phòng tập để luyện tập cả đêm trằn trọc không yên nhưng hi chu cũng không ngủ ngon dù đã giải tỏa phần nào những khúc mắc trong lòng nhưng hi chu lại rơi vào trạng thái bất lực và chán nản quen thuộc cuộc nói chuyện lần này dường như chỉ khiến cô đổi lấy thêm nhiều sự mơ hồ hơn tôi muốn ly hôn tại sao tôi lại có cảm giác như vậy nhắc mới nhớ trong mơ tôi đã nhìn thấy một phòng tiệc dù đã trưởng thành anh vẫn luôn kiểm soát nghiêm ngặt những gì mình ăn vào chưa bao giờ thấy anh ăn uống vô độ hay say xỉn có lẽ vì anh nổi tiếng là người nói chuyện sắc bén thứ duy nhất anh thực sự thưởng thức có lẽ là thuốc lá A à, a à, à. Lúc này, điện thoại vang lên. Điện thoại của cô gần như không bao giờ đổ chuông. Hi Chu không cần nhìn cũng biết ai là người gọi. Nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn hảo, giờ tên bắt cóc muốn nói điều gì với cô đây? Cô tái mặt, nhấc máy. Alo. Tiền bối, trợ lý Park hốt hoảng chạy tới, mặt trắng bệch. Đây là tầng hầm của nhà xanh. Phòng tình huống của trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia được mệnh danh là bung ke dưới lòng đất của nhà xanh là một cơ quan nổi tiếng trong mắt người dân nó được thành lập để quản lý khủng hoảng quốc gia một cách có hệ thống được trang bị đầy đủ các thiết bị liên lạc và một tổ chức không chính thức trực thuộc phòng tình huống đó chính là nhóm dấu bé kế hoạch tf dấu lớn do bexa ơn đứng đầu một tổ chức tối mật được xây dựng trên lý thuyết muốn tăng cường quyền lực quốc gia phải làm tăng tỷ lệ tội phạm họ lập kế hoạch cho các thảm họa, dẫn dắt các âm mưu. Họ chính là chủ sở hữu của trang web bí mật e chuyên quản lý dữ liệu của các quan chức cấp cao và cũng là một trong những thế lực ẩn mình thu thập tin tức từ dark web. Đây chính là danh tính thực sự của người phát ngôn nhà xanh. Kế thừa sự nghiệp của ông nổi, bexa Sa ơn đã hệ thống hóa nó, biến nó thành một phần của mạng lưới phi chính thức của nhà xanh. Họ độc quyền và giao dịch thông tin cũng như những tin đồn của các quan chức cấp cao. vì vậy, anh đã xây dựng một mạng lưới vững chắc với các lãnh đạo cấp cao trong văn phòng chính trị nhà xanh và bộ an ninh quốc gia. mọi người đều vừa kính trọng vừa e ngại người đàn ông giỏi bày mưu tính kế và nói năng không kiêng dè này. anh có thể dùng lời nói hoặc mòi bút để hủy diệt một con người. vì vậy, Béc Sa ơn cảm thấy chuyện này thật buồn cười. tên nào mà lại dám dùng một vụ bê bối để đe dọa anh chứ? kết quả phân tích tệp ghi âm đã có rồi trợ lý park với vẻ mặt nghiêm trọng vội vàng mở máy tính sách tay ra tiền bối tên này thật sự làm người ta tức điên hắn đã gài mã độc vào tệp chỉ cần chúng ta cố gắng khôi phục giọng nói gốc máy tính sẽ tự động tắt vì vậy hầu hết tệp gốc đã gần như bị mất sạch đây là một phần nhỏ mà chúng tôi phải rất vất vả mới khôi phục được nhưng chất lượng âm thanh không tốt lắm Park Đô Chê nhấp chuột vào tiệp tin. Sau đó, âm thanh phát ra là Người phát ngôn Bách ơn đúng là quá bẩn thỉu, như một kẻ biến thái, như một đống rác. Công chúng luôn phản ứng với những sự kiện kịch tính như vậy. Đây hoàn toàn là một giọng nói lạ. Người đàn ông siết chặt cầm. Giọng nói vốn nặng nề và thô giáp, nhưng sau khi khôi phục lại thì hoàn toàn khác biệt. Giọng nói mềm mại, run rẩy như tiếng chim non bốn trăm linh sáu là một người phụ nữ sao đúng thật đó là giọng của một người phụ nữ chương ba mươi bốn anh nhớ rất rõ trong lần gọi điện đầu tiên đó chắc chắn là giọng của một người đàn ông Bét xa ơn nhíu mày khuôn mặt anh hiếm khi biểu lộ cảm xúc nhưng lúc này lại thoáng hiện sự bối rối điều đó có phải nghĩa là có đồng phạm không trước khi tôi phanh phui mọi chuyện hãy tự giải quyết đi bỏ rơi hong hi chu và quay về với vị hôn thê cũ của anh. Giọng nói trong trẻo đến mức như xuyên thấu. Nghĩ đến việc những lời đe dọa này lại được thốt ra bằng giọng nói ấy, anh không khỏi bật cười khô. Nếu 406 là một người phụ nữ thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Tất cả mọi cục diện đều sẽ có đồng phạm không? Có khả năng đó. Trợ lý Park thận trọng đáp lại câu lẩm bẩm của anh. Cũng có thể chỉ là mồi nhử. Có lẽ ai đó chỉ sử dụng giọng nói của người phụ nữ này thôi. Nhưng tần suất của những cuộc đối thoại đó không giống như được ra lệnh hay chỉ đạo để lặp lại như vậy. Tất cả các cuộc đối thoại đều như diễn ra một cách rất tự nhiên. Chúng không giống như kịch bản được chuẩn bị trước, mà giống như phát sóng trực tiếp hơn. Rốt cuộc, đó là ai? Anh à, anh đang đợi em sao? Anh bật cười, giọng nói yếu ớt ấy cứ gọi anh à. Anh à đáng yêu đến mức khiến người ta nghiến răng cảm giác bị trêu đùa như thế này thật là lâu lắm rồi mới có nếu tất cả chuyện này chỉ là giả dối gã đàn ông trước đây đúng là một tên xác sống anh cười đặt tay lên bên má ngày mai tôi sẽ gọi lại cho anh anh di chuyển con chuột lặp đi lặp lại đoạn ghi âm đó ngày mai tôi sẽ gọi lại cho anh ngày mai tôi sẽ gọi lại cho anh anh nhíu mày tập trung lắng nghe vẫn là một giọng nói lạ lẫm. Nhưng lạ thay, giọng nói đó cứ vang vọng bên tai. À, nghe ở đâu? Ha, hạ ư. Trong khoảnh khắc, bờ vai của Bách Sa ơn khẽ rung lên khi anh đang tập trung. Ha ư, ưm, ừ, hừ, đại khái là như vậy. Dù nghe hơi gượng gạo, nhưng rõ ràng đó là một tiếng rên đầy quyến rũ. Anh nhíu mày, những nếp nhăn sâu hiện rõ trên trán đúng là một người phụ nữ điên rồ. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt anh. Ngay lúc đó, gương mặt của Bách xa ơn đột nhiên rung lên dữ dội. Thả tôi ra đi, không được đâu, làm ơn hãy thả tôi xuống đây. Chết tiệt, cái gì thế này? Anh vỗ vào tay mình như thể tự tát vào mặt. Sao tự nhiên lại thế này? Đúng là suy nghĩ nực cười. Nhưng khi anh cau mày, chửi thề và đột ngột đứng bật dậy người đàn ông vẫn còn bán tín bán nghi nhưng gương mặt lạnh lùng bắt đầu lục lọi trên bàn anh mở ngăn kéo lục tung mọi thứ bên trong rồi đẩy trồng tài liệu dày xuống dưới gầm bàn sau khi hít thở một hơi cuối cùng bách xa ơn cũng tìm thấy một chiếc usb sau đó anh đưa nó cho park doche người đang đứng bên cạnh không biết làm gì rồi nói phân tích sóng âm thanh tính chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy kiểm tra độ khớp là bao nhiêu. Đôi mắt anh giật giật như đang co thắt. Anh có thể tin nổi không, người phát ngôn của nhà xanh lại bí mật dựng chuyện phi pháp, chơi đùa cả quốc dân như nhào bột vậy. Hồng Hi Chu không tin nổi, chỉ biết đứng sững ra tại chỗ. Tài tiếng vẫn là tai tiếng, nhưng nếu chuyện này bị phanh phui, hình tượng một phóng viên chính trực của anh ta sẽ tan tành. Tôi đã tìm cho cô bản ghi âm mà cô có thể dùng, nên hãy nghe đi rốt cuộc làm sao anh biết được chuyện này dù không hy vọng đối phương sẽ trả lời cô vẫn không thể không hỏi đầu dây bên kia vang lên một tiếng hừ đầy mỉa mai có gì mà tôi không biết về bách xa ơn chứ cái tên này là niềm tự hào của ông nội anh ta cơ mà anh ta phá lên cười khúc khích vậy nhờ cô nhé mệnh lệnh thật sự tôi phải nghe được và muốn nghe Tên bắt cóc cất giọng như đang hát. Nếu mọi chuyện đổ bể thì cứ chết đi, tất cả cùng chết. Trong lòng Hi Chu khắc sâu câu nói tàn nhẫn ấy. Đối phương luôn vòng vo, không dễ dàng tiết lộ ý định, nên mỗi lần thốt ra những lời như vậy, dây thần kinh của cô lại căng thẳng tột độ. "Vì vậy hãy nhanh chóng ly hôn đi, chị gái. Nếu làm hỏng chuyện, tôi sẽ giết cô đầu tiên, vì cô là cái gai lớn nhất. Đây không phải trò đùa." Đình đung, chuông cửa vang lên. Cái đầu của Hi Chu quay lại, phát ra âm thanh kẽo kẹt như một cánh cửa sắt cũ. Không thể nào. Cô hỏi bằng giọng run rẩy yếu ớt, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh lùng. Hi Chu lê bước đến phòng khách, kiểm tra máy liên lạc nội bộ trước. Khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng, nhưng trong camera lại không thấy bóng dáng ai. Nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Mau trở lại như cũ đi cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó hi chu ôm ngực đứng thẫn thờ một lúc một lát sau khi cô mở cửa bước ra ngoài đây là nước gì thế này sàn nhà ướt sũng như thể có ai đó đã làm đổ nước ơ ờ, ngay lập tức một tiếng rên nén chặt phát ra từ cổ họng cô những con cá vàng chết chất đống thành một đám tối hôm đó tin nhắn từ web đây là phòng tuyên truyền chính của nhà xanh Xin chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng lần thứ ba cho vị trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của nhà xanh. Chi tiết vui lòng tham khảo thông báo trên trang web chính thức của nhà xanh. Nếu có thắc mắc về lịch trình tiếp theo, xin liên hệ người phát ngôn bếp xa ơn 010XXXXXXX. Ngoài ra, hội thảo của phòng tuyên truyền chính sẽ được tổ chức từ ngày 22 tháng 10 đến 23 tháng 10 năm 2022X. Thông tin chi tiết cũng có trên trang web chính thức của nhà xanh. Cảm ơn. Lịch trình đầu tiên chính là hội thảo. 10 giờ tối. Dù đã nắm trong tay điểm yếu mới của chồng, nhưng Hy Chu vẫn không gọi được cuộc điện thoại nào. Cảm giác trơn trượt của túi nhựa và việc tự tay cho những con cá vàng chết vào túi vẫn còn ám ảnh rõ rệt. Hy Chu không thể gạt bỏ sự khó chịu trên đầu ngón tay. Dấu bé chương trình giã ngoại và hội thảo của phòng tuyên truyền nhà xanh dấu lớn. Dưới tấm băng rôn lớn nổi bật, mọi người đang tụ tập. Hi Chu vô thức quét mắt tìm kiếm những gương mặt mới, nhưng không thấy người cô đang tìm. Hi Chu khẽ chỉnh lại ba lô, rồi bước đi. Hôm qua bexa xa ơn không về nhà. Sáng sớm, Hi Chu bất chợt tỉnh dậy, ngạc nhiên khi phát hiện chỗ bên cạnh trống không. Trong phút chốc một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng cô định nhắn tin cho anh nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định khi gọi điện đe dọa người khác anh nói trôi chảy lắm nhưng mỗi khi đối mặt với hong hi chu anh lại biến thành một cậu bé non nớt khi cô đang nắm chặt ba lô bầu không khí trong đám đông đột nhiên thay đổi người quan trọng đến rồi ồ anh tới rồi chào buổi sáng ngài sa yon Bác Sa-ơn bước tới cùng với thư ký tuyên truyền, không biết anh đã nghỉ ngơi và chỉnh trang ở đâu, nhưng trông sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn. Mái tóc mái rủ xuống, khí chất nhạy bén vốn có của anh dường như dịu đi phần nào. Bác Sa-ơn khẽ gật đầu chào, sau đó nhanh chóng đảo mắt quanh khu vực. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy Hi-chu đứng tách biệt ở một góc. Khi ánh mắt chạm nhau, anh không ngần ngại bước tới nắm lấy cánh tay của hi chu trong sự ngỡ ngàng cô bị kéo đến trước mặt mọi người vai bị anh giữ chặt bàn tay anh ấm áp một cách bất ngờ kèm theo mùi hương quen thuộc của sữa tắm thoảng qua sao mọi người vẫn chưa chào hỏi phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của chúng ta giọng nói của anh có chút trách móc dường như chỉ hi chu mới nhận ra đám đông lập tức yên lặng mọi người nhìn nhau đầy tò mò đây là hong hi chu phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu mới của chúng ta mong mọi người giúp đỡ cô ấy vì có thể cô ấy sẽ gặp một số khó khăn hơn nữa hi chu là người khá nhút nhát do vấn đề cá nhân mà việc giao tiếp trực tiếp có chút khó khăn nhưng cô ấy là một nhân tài được chọn nhờ năng lực mong mọi người hòa hợp với cô ấy hi chu cúi gằm mặt những lời giới thiệu bác xa ơn nói thay cô khiến cô không dám ngẩng lên để nghiên cứu về tôi cô ấy không chỉ xem các video thuyết trình của tôi mà còn chú ý cả môi răng và thậm chí cả vòng miệng của tôi hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của phiên dịch viên hong hi chu cô cúi đầu thấp hơn nữa cổ nóng bừng tại sao anh ấy lại giới thiệu thay tôi chứ tai của hi chu đỏ bừng cô muốn lườm anh một cái thật sắc nhưng vai cô bị anh giữ chặt không thể cựa quậy mọi người hãy cùng vỗ tay nào ồ xong rồi hoàn toàn xong đời rồi. Các nhân viên lần lượt vỗ tay, thì thầm bàn tán. Những ánh mắt ngạc nhiên không giấu nổi cảm xúc của họ. Hi Chu chỉ biết thở dài bất lực. Khi chiếc xe buýt đến, mọi người nhanh chóng lên xe như đang chạy trốn. Khi Hi Chu đang lưỡng lự không biết có nên lên xe hay không, ba lô của cô bị ai đó giật mạnh. Bét xa ơn nghiêng người nhìn cô, đợi chút, đi cùng tôi. Hả? Cô phải ngồi cạnh tôi. Tại sao tôi phải ngồi cạnh anh? Biểu cảm của cô đúng là đầy phản đối đấy. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Hi Chu, nói khẽ. Hôm qua chúng ta không thể ngủ cùng nhau. Cứ coi như bù đắp vậy. Đây là nơi công cộng mà. Hi Chu cuống quýt ra hiệu bằng ánh mắt, ý rằng với bao nhiêu ánh nhìn xung quanh, ngồi cùng nhau sẽ gây ra bao lời bàn tán. Bét xa ơn nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Cô nghĩ tôi qua đêm ở ngoài à? Anh khẽ nhếch một bên môi. Tôi vẫn về nhà và ngoan ngoãn ngủ trên giường suốt đêm. Sáng nay tôi có về một lát, anh đột nhiên dướn cổ tới gần cô. Đây là mùi hương của nhà chúng ta, đầu mũi cô chạm khẽ vào hõm xương đòn của anh. Không hiểu sao, cảm giác căng thẳng trong ngày làm việc đầu tiên của cô tan biến hoàn toàn. mươi 35, ngủ ngon thật đấy. Trên xe buýt, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy cô nhận ra mình đã ngủ tựa vào vai của bách xa ơn và anh ấy không hề ngăn cản cô suốt cả đoạn đường hong hi chu lúng túng không biết phải làm gì vì xấu hổ trong khi bách xa ơn chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn cô ánh mắt sâu lắng và kiên định ấy khiến cô cuống cuồng xuống xe những chiếc lá phong rực rỡ sắc màu dưới bầu trời xanh thẳm sắc đỏ rực như lửa bao phủ khắp núi đồi Wow! Xung quanh thực sự là một biển màu đỏ. Ngay từ lúc trước, trái tim cô đã đập thình thịch không ngừng. Nhân viên tập trung tại khu nghỉ dưỡng dưới chân núi. Đây là buổi gặp mặt toàn thể nhân viên, bao gồm cả trưởng phòng truyền thông, người phát ngôn, cùng thư ký và các trợ lý. Rõ ràng họ rất quen thuộc với kiểu hoạt động nhóm này, chỉ cần nhìn trang phục là biết ngay, quần áo leo núi, ba lô, gậy leo núi, mũ nón, đều chuẩn bị đầy đủ. So với họ, Hong Hi Chu lại trông như chỉ đi dạo, cô chỉ mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi và mang theo một chiếc túi đơn giản. Lúc này, Bách Sa Ơn, người phụ trách chỉ huy nhân viên, bước tới và mở túi của Hi Chu ra. Nhìn thấy những vật dụng đơn sơ bên trong, anh khẽ cau mày. Tôi biết ngay mà. Bách Sa Ơn mở túi của mình, nhanh chóng bỏ vào đó nước, khăn, sô-cô-la, và hộp sơ cứu cùng các vật dụng cần thiết sau đó anh cởi chiếc áo gió mình đang mặc và buộc vào eo của cô lạnh thì mặc vào nhé chiếc áo đen ôm sát cơ thể vạm vỡ của anh càng khiến người khác chú ý mỗi lần anh cúi xuống buộc chặt áo cho cô xương vai lại khẽ chuyển động mọi thứ diễn ra quá nhanh ui chà ngài phát ngôn viên bình thường đâu có dịu dàng thế này với nhân viên mới đâu nhỉ đúng đó sao không xem thử trong túi tôi có gì có phải ngài đang thiên vị nhân viên không đấy những tiếng trêu chọc vang lên xung quanh người phát ngôn viên lạnh lùng của phủ tổng thống thường ngày nay lại chăm sóc chu đáo cho nhân viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu mới khiến bao ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ đúng vậy tôi đang thiên vị đấy sau khi buộc chặt áo gió anh buông tay và đáp lại bằng giọng điềm tĩnh Bách xa ơn liếc nhìn hi chu một cách thở ơ rồi đi lên phía trước để chỉ đạo mọi người hi chu ngượng ngùng đưa tay chạm vào tay mình thế là chuyến leo núi bắt đầu hộp hộp năm nào cũng khổ sở thế này sao tôi còn tham gia làm gì không biết thật vậy không sai chút nào nhân viên gần như phải dùng cả tay chân để leo dần dần mọi người ít nói chuyện hơn chỉ còn tiếng leng keng của dụng cụ leo núi con đường đá uốn lượn những rễ cây mọc lung tung và các bụi rậm rạp các bậc thang gồ ghề được xây dựng dọc theo con dốc đứng đối với một người ít nói như Hi chu hoạt động này thật sự rất phù hợp suốt dọc đường cô chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của bách xa ơn để bước theo vì bám sát anh cô nhanh chóng vượt qua các tiền bối và lên vị trí đầu tiên trưởng phòng truyền thông tóc đã bạc trắng mở to mắt nhìn cô ôi trời nhân viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của chúng ta khỏe ghê nhỉ. Hi Chu chỉ ngượng ngùng cười. Nhưng chẳng bao lâu sau, trường phòng cũng bị bỏ lại phía sau. Hong Hi Chu, cẩn thận đừng dẫm phải cái kia. Bác Sa ơn chỉ vào hòn đá nhỏ nửa chôn trong đất và nói. Bây giờ, phía trước chỉ còn lại hai người họ. Bác Sa ơn, đi ở phía trước, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên, đôi mày hơi nhướng lên. Thật ra, bắp chân và đùi của Hi Chu đã bắt đầu nóng bừng, nhưng cô lại cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Hóa ra, theo sát anh ấy không khó đến vậy. Bất ngờ, Hi Chu bắt đầu thích thú với hoạt động leo núi, vì cô nhận ra việc theo kịp Bexa Ơn thật sự không quá phức tạp. Cô không hề than vãn lấy một lời. Bexa Ơn đột một dừng lại và uống nước một cách chậm rãi. Hồng Hi Chu, tôi khiến cô khó chịu sao?" anh uống hết chai nước 500ml chỉ trong chớp mắt, rồi cầm chai nhựa trong tay và hỏi. Đột nhiên lại hỏi như vậy là sao? Tôi phải làm gì thì cô mới chịu mở lời? Anh bực bội vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Có phải vì nhân viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của chúng ta mà tôi cũng bị ảnh hưởng không? Gần đây, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến việc cô Hong Hi Chu đang suy nghĩ gì trong đầu. Tôi cẩn thận đối xử với cô, hóa ra tôi chỉ là một kẻ ngốc sao? anh nhíu mày, đưa cho Hi Chu một chai nước mới. Ngay từ lúc cô khóc quả lên, lẽ ra tôi đã phải nghi ngờ rồi. Vì anh không chịu buông chai nước, Hi Chu buộc phải tham gia vào một trận kéo co ngoài ý muốn. Lúc đó, ánh mắt sắc bén của anh chiếu thẳng vào Hi Chu. Hong Hi Chu, trên đời này có thứ gọi là tình có lý do chính đáng. Cô biết không, người bị đánh trước thường là người thông minh hơn. Vù một cơn gió núi thổi qua. Hi Chu vờ như không có gì, giật lấy chai nước rồi mở nắp ra. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ nghĩ rằng việc 406 đã báo cáo hành động của cô khiến anh không hài lòng. Mồ hôi đang dần khô đi. Một làn gió lạnh khẽ lùa qua cổ cô. Chỉ muốn để cô biết điều đó. Đừng tự chốt rắc rối thêm nữa. Cuối cùng, họ cũng lên đến đỉnh núi chuyến leo núi bắt đầu từ sáng sớm cuối cùng đã chạm tới đỉnh vào buổi chiều wow cuối cùng cũng xong rồi quầy cảnh đẹp thật đấy nhưng tôi sắp kiệt sức rồi trên đỉnh núi ngoài bầu trời bao la thì không còn gì khác hi chu nghe những tiếng than vãn của các nhân viên leo lên sau rồi lén liếc nhìn bét xa ơn từ nãy đến giờ anh ấy ít nói hẳn sau khi là người đầu tiên lên đến đỉnh anh lập tức đeo tay nghe và tập trung làm gì đó là công việc sao đến đây rồi mà vẫn bận rộn nào nào mọi người đứng tản ra một chút ở chỗ có phong cảnh đẹp trưởng phòng truyền thông đúng lúc này đã tập hợp các nhân viên lại một trợ lý lập tức lấy máy ảnh ra chụp một bức ảnh kỷ niệm nào giờ cao biểu ngữ cẩn thận vách đá đừng đẩy người phía sau hàng trước mồi thấp xuống một chút các nhân viên trông có vẻ đã quen với việc chụp ảnh nhanh chóng tìm được vị trí thích hợp trong lúc đó hy chu hơi luống cuống cuối cùng quyết định đứng ở hàng cuối để không gây chú ý cô thận trọng ló mặt ra giữa đám đông được rồi đây là hoạt động tập thể cuối cùng của phòng truyền thông phủ tổng thống thật cảm động khi thấy mọi người cùng tụ họp đếm đến ba là chụp nhé giờ tay phải lên làm dáng cổ vũ nào những cành cây cong cong nối liền với bầu trời xa xăm mọi người giơ cao tay phải tạo nên một bức ảnh như tranh vẽ được ghi lại trong ống kính. A, à, bất ngờ, có ai đó hét lên thất thanh. Mọi ánh mắt lập tức quay về hướng phát ra tiếng kêu. xa ơn cũng vội lao tới, tay vẫn cầm biểu ngữ. Ai đó đã ngã rắn rồi. Ai đó hét lên khàn cả giọng. Mọi người nhanh chóng quỳ xuống và nhìn xuống vách đá. Chỉ có một vách đá treo leo. Vù vù. Những cây phong đỏ rực như sóng vỗ cuồn cuộn. Vách đá vừa nuốt chừng một người yên ắng đến đáng sợ. Hong Hi Chu, chỉ có giọng nói vỡ vụn của một người đàn ông vang vọng khắp thung lũng. Phòng thư ký truyền thông hoàn toàn rơi vào tình trạng khẩn cấp. Trong buổi ước sóp, một nhân viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu mới vào làm đã gặp tai nạn trượt ngã. Đội cứu hộ 119 đâu rồi? Chúng ta đã liên lạc bao lâu rồi? Thư ký truyền thông hét lớn vào điện thoại. Anh có biết tôi là ai không? Anh ta thậm chí còn chỉ tay vào không khí, như muốn gây sức ép. Anh nở một nụ cười bất lực. Tại sao tôi lại cố gắng leo cao như thế? Tất cả là vì ai? Tôi đã quyết tâm biết bao nhiêu, vậy mà sao cô có thể biến mất? Đặc biệt, vấn đề ý thức an toàn của công chức lại càng dễ trở thành mục tiêu chỉ trích. Đội cứu hộ sắp đến rồi. Lúc này một giọng nói khàn đặc, như bị nhìn nát, vang lên chen vào. Đó là bét xa ơn, đôi mắt đã đỏ ngầu vì căng thẳng. Thư ký truyền thông nhìn thấy anh, cẩn thận lên tiếng. Anh đã bình tĩnh lại chưa? Bét xa ơn siết chặt hàm răng một lần nữa, nếu đã dỉ máu, mang theo vị tanh sộc lên. Dù biết hành động đó không phù hợp, nhưng anh vẫn cúi xuống nhổ máu ra đất. Người vốn luôn điềm tĩnh và tự chủ như anh lần này hoàn toàn mất kiểm soát đây là lần đầu tiên các nhân viên không dám đến gần chỉ dậm chân lo lắng từ xa anh cứ đứng lì trên đỉnh núi mãi cho đến khi lần cứu hộ bằng trực thăng đầu tiên thất bại mới bộc lộ tất cả cảm xúc dồn nén trong lòng dường như cú sốc quá lớn đã khiến anh quên cả cách nói chỉ đứng thẫn thờ ở đó mối quan hệ giữa phiên dịch viên hong hi chu và anh các nhân viên vẫn chưa biết đâu bộ dạng hiện tại của anh thật sự là không thể chấp nhận được hong hi chu đã biến mất ngay trước mắt anh đây là điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới vẫn chưa liên lạc được sao điện thoại đã tắt máy không có cách liên lạc nào khác sao anh cảm thấy buồn nôn một cảm giác bất lực hoàn toàn từ sau những ngày tháng bất ổn thời trẻ kể từ khi trưởng thành anh chưa từng cảm nhận được cảm giác thất bại tràn ngập như lúc này anh nở một nụ cười bất lực tại sao tôi lại cố gắng vươn lên đến vậy tất cả là vì ai tôi đã quyết tâm đến mức nào thế mà cô lại có thể biến mất sao bé xa ơn nuốt xuống vị đắng trong cổ họng lặng lẽ nhắm mắt lại nếu thật sự là cô nếu như nghi ngờ của tôi là đúng bất giác mặt trời đã lặn xuống phía bên kia sườn núi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn